bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đưa bài viết lên blog thì cũng có một vài cái lưu ý cho các bạn như thế này một cái bài viết trên blog có thể là một đoạn văn bản được kết hợp với lại những cái tấm ảnh hay là video thì chúng tôi đã nhắc trước là các bạn nên tạo cái tài khoản youtube hay là picasa trước thì các bạn đưa cái phim hay ảnh vào cái bài viết trong blog sẽ rất là thuận lợi các bạn cũng phải biết là blogger hay là youtube hay là pikasa thì đều là của google vì thế nên là khi tạo tài khoản này thì các bạn chỉ nên dùng một cái địa chỉ email cái địa chỉ gmail duy nhất để chúng sẽ liên kết lại với nhau khi mà đưa video và blog hay là hình ảnh vào blog thì các bạn thấy là nó liên kết với nhau thì sẽ rất là thuận lợi bây giờ chúng ta bắt đầu viết blog Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập cái tiêu đề cái bài viết là rất là quan trọng. Các bạn phải đặt cho nó ấn tượng để cho nhiều người nhìn thấy cái cái tiêu đề là đã muốn nhấp và xem cái bài viết của các bạn rồi. Về phần nội dung thì ở bên dưới các bạn có thể đưa cái đoạn văn bản hoặc là chúng ta có thể đưa phim hoặc hình ảnh vào trong cái bài viết của mình. À, vì trước khi tạo cái tài khoản Blogger này thì chúng tôi đã tạo cái tài khoản trên Youtube và đã đưa một số phim vào trong đó. À, cũng như là tạo cái tài khoản Picasa và cũng đưa một số ảnh lên đó. Nên bây giờ chúng tôi tạo cái blog này thì chúng tôi chỉ việc chọn. Chứ chúng tôi không phải tải cái phim và ảnh lên nữa. khi chúng ta có những tài khoản trên YouTube hay Bicasa để chúng ta cất giữ ảnh và video thì chúng ta um, khi mà chúng ta đưa các cái thông tin lên trên các cái diễn đàn khác thì chúng ta cũng thể kết nối vào và rất là thuận lợi các bạn thấy đây là hai cái uh, dịch vụ của Google cho chúng ta sử dụng miễn phí nên các bạn không nên bỏ qua cái cơ hội này các bạn thấy là cái em Soạn thảo cái nội dung trong cái bài viết ở blogger thì cũng rất là dễ dàng như là đang soạn thảo ở guộc vậy. Cũng có các cái công cụ để các bạn định dạng cái văn bản hay là bài viết của mình. Và khi xong thì các bạn xuất bản cái bài đăng. Chúng ta sẽ quay ra xem cái bài đăng đầu tiên. Đó các bạn thấy là cái bài đăng của chúng ta đã được xuất hiện ở ngoài blog. Như vậy là blog của chúng ta đã chính thức đi vào hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo trang cho blog. thì cũng có một vài lưu ý cho các bạn. thì cũng như website thường thì chúng ta thấy có trang chủ này, trang sản phẩm, trang liên hệ, trang dịch vụ thì blog cũng vậy, chúng ta cũng có thể tạo ra nhiều trang như thế. ở blog mặc định trang đầu tiên là trang chủ lên, chúng ta không phải tạo ra trang chủ, ta có thể đổi cái trang chủ thành một cái tên khác cũng được ở trang chủ ta có thể viết nhiều bài à, còn các cái trang còn lại thì chỉ được viết một bài nếu muốn giới thiệu nhiều cái sản phẩm mà không phải ở trang chủ á, thì ta cứ việc bổ sung vào phía trên hay phía dưới của bài viết trong trang là được khi chúng ta đang đăng nhập vào tài khoản blog thì chúng ta để ý ở cuối góc trái của màn hình có cái biểu tượng cây viết chúng ta chọn vào nó rồi chúng ta vào đó chúng ta sẽ chỉnh sửa được cái bài viết của mình khi tạo thêm cái trang thì chúng ta có thể đưa thông tin vào trang giống như là đưa thông tin vào bài viết như được hướng dẫn ở phần trước với các bạn. Chúng ta vào đăng bài mới, sau đó thì chúng ta vào cái trình sửa trang. Lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái trang mới. Đây là cái trang đầu tiên của cái blog này, ngoài cái trang chủ. Chúng ta đặt cái tiêu đề trang. Khi đặt cái tên tiêu đề cho trang là cái phần này rất là quan trọng các bạn nhớ là các bạn đặt cái tên đúng thì bộ máy tìm kiếm sẽ tìm ra cái blog hay cái website của các bạn nhanh hơn các bạn tránh đặt cái những cái tiêu đề trang nghe nó rất là chung chung như là dịch vụ hay là sản phẩm mà các bạn nên đặt rõ là là, là sản phẩm gì hay là dịch vụ gì bởi vì uh, uh, mọi người lên trên internet để tìm kiếm thì họ tìm những cái cụ thể chứ họ không thường đi tìm cái chung chung và uh, nếu các bạn đặt cái tên tiêu đề trang uh, giống như là chúng ta đang sử dụng từ khóa để seo cái web hay cái blog của chúng ta thì sẽ rất là thuận lợi cho cái việc tìm kiếm trên các cái bộ máy tìm kiếm như là Google hay là Yahoo. Cái việc đưa thông tin vào cái uh, trong trang thì cũng giống như là đưa vào bài đăng ở cái bước trước. Khi xong thì chúng ta cũng xuất bản trang. Ở lần đầu tiên chúng ta tạo trang thì chúng ta sẽ chọn các cái tab block. Ở lần sau thì các bạn không phải chọn nút này. Sau đó chúng ta lưu vào xuất bản cái trang. Chúng ta xem lại cái trang chúng ta vừa thiết kế. Rồi các bạn thấy là trang An Phú An Khánh đã được thiết kế. Ở đây cái trang web này là cái block này là nhà đất quận 2. Nên là chúng tôi đặt cái cái tên trang cho từng các khu vực một nếu ai đó sợt là An Phuân Khánh thì rất có cơ hội cho cái blog này sẽ xuất hiện ở trong cái bộ máy tìm kiếm. Nếu các bạn không hài lòng thì có thể quay lại và sửa lại cái nội dung của cái trang. Các bạn biết là cái việc trình bày nội dung trong website hay trong blog là rất là quan trọng. Nếu các bạn làm đúng thì khách hàng sẽ nhận ra được cái uh, năng lực, cái uy tín của các bạn. Ngược lại thì sẽ rất khó khăn cho các bạn trong cái việc bán hàng trên Internet. Bây giờ chúng ta chuyển sang bước thứ tư. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái trình sửa và thiết kế giao diện cho blog. Uh, cũng có một vài lưu ý cho các bạn như sau. Thì blogger là của Google tạo ra chính vì thế về mặt kỹ thuật thì quá tuyệt vời rồi. Trong phần thiết kế thì Google đã tạo sẵn cho chúng ta rất nhiều cái mẫu giao diện khác nhau để chúng ta lựa chọn. Và đặc biệt hơn là Google còn cho chúng ta tùy biến theo cái ý thích của chúng ta. Chúng ta có thể chọn mẫu là một cột, hai cột hay là ba cột và điều chỉnh được cái độ rộng, độ hẹp của 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 cái blog của chúng ta. Về hình nền của block thì chúng ta cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Màu sắc kích thước, phông chữ trong bài viết hay là các cái link đều có thể thay đổi được. Như vậy là sau này chúng ta sử dụng Blogger như một website thì phần quản trị nội dung và cái phần quản trị giao diện là rất là dễ dàng và thuận lợi. Các bạn không cần phải có một cái trình độ IT thì các bạn vẫn điều hành và quản trị được cái blog của mình một cách rất là dễ dàng. Google họ có một đội ngũ kỹ sư rất là hùng hậu. Và họ đã nghiên cứu ra cái blog này chúng tôi đánh giá là rất là tuyệt vời. Và sau một thời gian sử dụng thì chúng tôi thấy là nó quá dễ dàng và nó giúp cho chúng tôi rất nhiều cho cái công việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng ta vào trình thiết kế mẫu. Ở cái phần này thì chúng tôi hướng dẫn các bạn rất là chi tiết và cụ thể cho từng uh, bước một có cái những cái thao tác hướng dẫn rất là cho các bạn rất là dễ hiểu nên các bạn chỉ cần nhìn vào là các bạn hiểu ngay à, chúng tôi sẽ bổ sung cho các bạn một số cái thông tin quan trọng như thế này <laughs> về phần thiết kế giao diện cho blog hay là cho website là một cái việc rất là quan trọng bởi vì các bạn cũng biết là hiện nay thì có rất nhiều website là uh, của chúng ta thiết kế rất là rối mắt uh, và đặt rất nhiều thông tin ở ngoài trang chủ trong khi đó thì cái thông tin quan trọng nhất là cái thông tin về cái sản phẩm và cái dịch vụ họ đang kinh doanh thì chúng tôi thấy họ lại đưa rất là thiếu và rất là sơ sài à. còn họ có thể đi copy rất nhiều cái tin tức ở web khác và đưa vào cái web của mình thành thử ra cái web uh, kinh doanh mà cái web bán hàng chúng tôi lại cảm giác như là một cái web tin tức mà web tin tức thì các bạn biết rồi đó có rất nhiều web tin tức để chúng ta tìm hiểu rồi nếu thực sự uh, khách hàng có muốn vào cái trang web của các bạn để mua hàng thì họ cũng cần uh, cái thông tin về sản phẩm dịch vụ của các bạn chứ họ không cần phải là cái thông tin uh, thời sự. Uh, nếu họ cần thông tin thời sự thì họ đã tìm đến những cái trang web thông tin thời sự. Vậy mà hiện nay ở các web của chúng ta thì hầu hết là uh, đi theo cái hướng là tổng hợp các cái thông tin ở nhiều nơi về cái web của 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 mình. Còn cái thông tin về sản phẩm dịch vụ thì rất là thờ ơ với nó. Các bạn để ý là như trang web uh, google.com.vn uh, các bạn thấy họ thiết kế rất là đơn giản chỉ có một cửa sổ để chúng ta đăng nhập. Thế nhưng mà đó lại là một cái trang web uh, kiếm tiền lớn nhất thế giới. Uh, thực sự Google là một cái cỗ máy uh, kiếm tiền giỏi nhất thế giới hiện nay chúng tôi cũng đưa ra một cái đề xuất để cho các bạn uh, tìm hiểu là uh, với cái blogger này thì các bạn có thể chọn mẫu là một cột hai cột hay ba cột tuy nhiên nếu các bạn kinh doanh ít sản phẩm dịch vụ thì các bạn nên uh, chọn cái hình thức giao diện là một cột để các bạn tập trung uh, giới thiệu về cái sản phẩm dịch vụ đó. đó các bạn phải phô diễn được tất cả những cái sức mạnh về cái sản phẩm dịch vụ của mình trên cái trang web của mình đó, theo các cái bước theo các cái trình tự thế nào đó để mà thu hút được cái sự chú ý của người vào xem và thuyết phục họ mua hàng thì sau này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các cái giải pháp các cái tài liệu để các bạn có thể xây dựng được cái nội dung của website làm thế nào để thu phục được khách hàng một cách tốt nhất cái vấn đề quan trọng hơn tất cả đó cũng là các bạn phải chuẩn bị cho mình những cái sản phẩm những cái dịch vụ thực sự là tốt và cần cho người tiêu dùng trước cái đã sau khi đã có những cái thay đổi thì các bạn bấm chọn là áp dụng cho blog và chúng ta quay lại xem cái blog của, 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 chúng ta như vậy là các bạn thấy là hiện giờ là cái cái blog nhà đất quận 2 đã thay đổi rất là nhiều cái hình nền đã được thay bằng một cái hình nền khác uhm, Bây giờ chúng ta bước sang cái bước thứ 8 là chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo thêm một số cái tiện ích cho blog vừa nãy thì hướng dẫn các bạn xóa đi một số cái tiện ích và bây giờ thì lại hướng dẫn cho các bạn tạo thêm một số tiện ích là sao bởi vì trên thực tế nó có một số cái tiện ích nó rất là quan trọng nếu như được gắn vào blog thì sẽ làm cho cái blog hay cái website của các bạn nó tương tác tốt hơn ví dụ như là cái tiện ích là hỗ trợ trực tuyến hay là cái tiện ích là liên kết cái hỗ trợ trực tuyến tức là cái biểu tượng chat của các bạn đó, cái link yahoo, messenger của các bạn, à, nếu mà xuất hiện trên blog thì mọi người có thể nhấp vào đó và chat với các bạn ngay. Được, còn phần liên kết thì rất là tiện bởi vì các bạn có nhiều cái tài khoản ở trên internet như là các bạn có tài khoản facebook này, à, twitter hay blogger hay wordpress hay là youtube, Picasa hay là Me thì à, có những cái biểu tượng này người ta nhấp vào thì người ta sẽ xem được cái các cái tài khoản của các bạn và họ sẽ hiểu được các bạn hơn điều đó là rất là thú vị. Bây giờ thì các bạn nhấp vào thiết kế. Sau đó thì bấm vào là thêm tiện ích. Các bạn nhớ là hai cái tiện ích này các bạn đều phải chọn là cái HTML. Ở đây thì các bạn đặt cái tiêu đề chẳng hạn như là hỗ trợ trực tuyến thì các bạn ghi là hỗ trợ trực tuyến và cái ô ở bên dưới thì các bạn sẽ gắn cái đoạn cốt thì sau này chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cái đoạn cốt này các bạn chỉ cần thay cái tên nick lên cái cái nick uh, yahoo messenger của các bạn vào cái chỗ chúng tôi bôi màu đỏ thì các bạn sẽ có cái đoạn cốt hoàn chỉnh sau đó các bạn lưu lại bây giờ các bạn ra xem blog thì thấy cái uh, hỗ trợ trực tuyến đã được gắn vào rất là tuyệt vời phải không các bạn các bạn có thể sử dụng cái tiện ích này gắn ở trên các cái diễn đàn khác thì nó sẽ làm cho các bạn tăng cái khả năng tương tác với lại à, mọi người ở bên ngoài nhiều hơn. Bây giờ thì chúng tôi hướng dẫn tiếp các bạn cái thêm cái tiện ích về liên kết. À, chúng ta cũng làm tương tự uh, như ở cái tiện ích về hỗ trợ trực tuyến nhưng cái đoạn code này thì phải là một cái đoạn code khác. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho các bạn để các bạn có cái 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 tiện có cái cái đoạn cốt này và các bạn cũng thay đổi cái cái thông tin của các bạn như là cái địa chỉ Facebook của các bạn là gì thì các bạn thế vào cái chỗ đó. Chúng tôi sẽ tô những cái chỗ của chúng tôi bằng màu đỏ và các bạn gắn cái cái địa chỉ của các bạn vào thế chỗ đó là các bạn nhúng nó vào cái chỗ đó là xong. Đó, các bạn thấy là bây giờ cái liên kết đã xong và bây giờ nhấp vào một cái liên kết thì sẽ ra một cái cái website khác của chúng tôi. Các bạn thấy hay không? Như vậy là khi khách hàng vào được cái blog của các bạn hay vào website của các bạn thì cứ họ cứ đi chạy vòng 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 là vào toàn những cái tài khoản của các bạn thôi và vào cái tài khoản nào cũng bị hấp dẫn thì họ sẽ hiểu được cái năng lực của các bạn đó là một trong cái chiến lược kinh doanh cực kỳ quan trọng